Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay có ông anh hồi xưa mình đi phim á, anh em là ảnh là người làm âm thanh á, là cái người mà đeo mic vô mình quay phim mà mình nói lên cái tiếng á anh em. Để lát nữa mình sẽ phỏng vấn ảnh làm cái nghề đó cho anh em xem. Anh em nào mà làm phim thì sẽ biết ha. Thì hôm nay là ảnh qua đổi con MT15 nè anh em, cho anh em xem. Rửa luôn em, bây giờ rửa luôn em. Xe này chưa rửa nha, bây giờ là mới rửa nè anh em. Em quay vòng đây nè. Xe này là 5.000 cây. Đó thì người thật việc thật qua đổi xe luôn. Thì anh em nào thích MT15 là mình sang lại cho anh em luôn. 5.200 cây, xe cũng còn rất là mới anh em. Thì 5.000 mấy thì xe nó mới tinh nè. Đó, xe này là màu mới, mẫu mới để mình vô mình coi cà vẹt á. Mà cứ quay cho anh em xem. Thì MT15 mới thì nó chỉ vậy thôi anh em. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi đó. Để mình vô coi cà vẹt ngày nào, năm nào cái. Xe MT15 là còn sổ bảo hành luôn nha anh em. Thì những anh em mua xe bên mình á, con này là 2022 nha anh em. Tháng 12 2022, 61, biển số Bình Dương. Còn sổ bảo hành nè ha anh em ha, đầy đủ ha. Đó. Ok anh em. Rồi, thì những con xe bên mình á, như anh này anh qua anh đổi xe nè. Anh đổi xe thì bên mình hồ sơ gốc đầy đủ rồi anh em ha. Đây cái hồ sơ gốc nè ha. Thì muốn rút một bộ hồ sơ gốc này á, thì mình với lại anh này là phải ký mua bán. Ký mua bán xong rồi mình mới đi rút hồ sơ được nha anh em. Sẵn đây mình giao xe mình nói cho anh em về cái thủ tục luôn. Thì mình dắt anh Thuận đi ký mua bán đúng không anh? Thì cho anh em biết thủ tục, rồi mình mới đi rút hồ sơ. Và đi rút hồ sơ thì mình phải lên đó mình khai dịch vụ công, rồi mình nộp hồ sơ mình rút cho công an. Thì cái đó bên mình làm cho anh Thuận hết, là anh Thuận không có phải làm cái gì hết. Thì mấy anh em mà muốn yêu cầu mình vẫn làm như vậy nha anh em. Khi mà anh em mua xe thì tại vì tại sao kiếm mua bán mới rút được, nhiều anh em hỏi là xe có hồ sơ rút sẵn không, có hồ sơ cầm tay không, sao mà rút hồ sơ cầm tay được anh em. Tại vì khi mình kiếm mua bán là cái tên này nè, anh Thuận mua là ở trong cái hồ sơ gốc đã có tên của anh Thuận luôn, thì anh Thuận này mới về bấm biển số được. Còn bây giờ rút hồ sơ cầm tay sao mà rút, tên ai mà rút, nó đâu có tên trong đây đúng không anh, hiểu anh hình dung không, là phải ký mua bán là mới rút được, là cái tên người mua là anh Thuận là có trong cái bộ sơ gốc luôn. Bây giờ nó không còn sơ gốc mà ghi là giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe đó. Đây là Bùi Thiên Ân là chủ xe, chủ xe bán cho mình, rồi mình đi rút hồ sơ đó. Rồi bây giờ mình cài số khung số máy cho anh Thuận, rồi anh Thuận đi đóng thuế lấy cái biển định danh lại gắn vô là xong. Nói chung thì từ từ cái thời gian này thì có thể là anh Thuận ra bấm biển số nó sẽ hơi lâu, nó sẽ hơi chậm, nhưng mà nếu mà anh em chờ khoảng 2-3 tháng nữa thì nó sẽ nhanh hơn, thủ tục nó sẽ nhanh hơn. Tại bây giờ đang trong quá trình giao thoa giữa cái mới và cái cũ anh em, là cái luật mới và cái luật cũ á. Cho nên là nó sẽ chậm, nó sẽ lâu, hệ thống nó bấp bênh. Giống như mình đi rút nè, mình rút cho anh em thì anh em yên tâm rồi, thì hệ thống cũng bấp bênh thì mình cũng phải chờ thôi anh em à. Đó, còn chừng nào hệ thống trên mạng đó, nó ok hết thì nó sẽ nhanh hơn, theo mình biết là vậy. Thì đó, những anh em mua xe bên mình là đầy đủ, là không có lo cái gì hết. Những anh em mà lăn tăn về vấn đề mà hồ sơ gốc đồ á thì không có lo. Đó, nhưng mà thời gian này thì rút sẽ nó hơi chậm chút xíu nha anh em. Đó, còn anh Thuận này là chung quận nên mình rút mình quen biết thì nó sẽ ok một xíu, còn những thành phố tỉnh thì nó sẽ hơi chậm xíu. Đó. Rồi thì bây giờ anh mua con xe này thì cũng có đầy đủ nè. Bây giờ anh vô đây em bàn giao cho anh luôn nè. Cái này là cũng sổ bảo hành luôn. Xe ảnh còn sổ bảo hành mà xe mình cũng còn sổ bảo hành luôn. Con này là 2023. Rồi cái giấy này là giấy bảo hành 3 đợt. Ví dụ mà anh có lỗi gì trục trặc thì ghé hãng. Đó, còn không có là thôi, vẫn bình thường. Mà mấy xe này chắc nó không hư. Còn này là hồ sơ gốc. Là xíu nữa anh về, anh ở quận 6 luôn, anh ở quận 6 với mình luôn. Thì ra chi cục thuế quận 6 khai thuế trước bạ tầm mấy trăm ngàn, rồi gắn cái biển định danh vô là xong. Ra công an rồi gắn biển định danh vô là xong, rồi công an sẽ hạn anh em 10 ngày hoặc là 14 ngày á là sẽ có cà vẹt. Mà trong cái thời gian anh em gắn biển số thì anh em có cái giới hạn, anh em có thể chạy vi vu nha anh em nha. Hoặc là bây giờ có cái này thì anh em có thể chạy không xe này không biển số, quay ngó phía sau nè. Về phía sau không biển số cho anh em coi nè. Thì có cái này anh em mới chạy được nha anh em. Lưu ý là trong cái thời gian rút hồ sơ gốc á,
trong cái thời gian rút hồ sơ gốc á là không có biển số là anh em chạy là công an sẽ lụm. Nhưng mà khi anh em có cái này rồi anh em cầm chạy đi đăng ký biển số, ví dụ công an có thổi lại hỏi thì nói ừ em đang đi đăng ký biển số thì mình sẽ được thả nha anh em nha. Đó, rồi. Thành ơi, Thành ơi. Thành, Thành, Thành. Woo. Con R15 này thì có quýt ship, có cái nghe gọi trên xe nè. Cái này anh phải về anh tải app rồi anh nghiên cứu thêm nó mới hay. Bây giờ em chỉ hết thì đâu còn cái gì nữa đâu mà anh tò mò. Tại giờ mình đổi từ MT15 qua con này thì nó phải có cái gì khác. Thì anh Thuận là ảnh là làm âm thanh trong đoàn phim, thì mình quay phim là mình cũng gặp ảnh. Mình quay phim là mình cũng gặp nhiều anh em âm thanh lắm. Mà đa số mấy anh em âm thanh cũng xem clip mình à, là cũng mê xe luôn. Có một ông âm thanh bên Dê Quan á, mình quên rồi bây giờ nhắc quay clip không nhớ tên ổng. Ngày nào cũng đi theo mình hỏi mình ơi xe này xe kia xe gì kia sao thế nào á. Không phải anh này, còn anh này là âm thanh trước rồi mình quay bên Điền Quân á. Hồi đó Điền Quân còn quay á, thì quay. Thì cái nghề âm thanh là cái nghề mà sao anh nói à, mình đi theo tiếng hiện trường thôi. Ừ, gắn bi là có nghĩa là diễn viên á anh em. Diễn viên á, người ta quay phim đúng không? Thì có những người ta gắn giấu cái mi ở trong cái người nè, giấu trong đai quần nè anh em. Đó, ví dụ giấu vô trong đai quần thì ảnh lòn mi vô đây, ảnh để ở đây, thường thường là mình đi quay là vậy, mình để mi đây. Rồi khi mình nói á, mình nói thì nó rõ, cái âm thanh trực tiếp á, anh em coi trên TV á là nó rõ. Còn có nhiều phim mà ta lồng tiếng thì nó không có. Lồng tiếng lại khác. Nhưng mà lồng tiếng cũng thu bum hay thu mi mà để về biết cái không lồng tiếng thì mình về không thu bum mình lồng. À, đó, thì bây giờ đa số phim là thu tiếng trực tiếp. Nhưng mà thu tiếng trực tiếp là mệt lắm anh em. Thường thường lồng tiếng á là thoại sao cũng được á, thu tiếng trực tiếp á là nhiều câu á bị lẹo lưỡi đùm lum la hết. Đó. Nó cũng khó. Thì ảnh là freelance. Thì anh em nào book nếu muốn book ví dụ những mà anh em mới làm phim mà muốn book mà để kiểu âm thanh á thì book ảnh là thu âm thanh rồi á thì ảnh là Thuận. Số điện thoại anh đã, anh đọc số điện thoại 0976 0976 022 022 502 502. Rồi anh đọc hết rồi số 0976 022 502. Đó thì số điện thoại của ảnh, tại vì trên Facebook mình cũng có nhiều anh em muốn làm phim thu tiếng. Rồi kể cả anh em làm clip ngắn hay clip TikTok mà muốn thu tiếng đồ này nọ thì ảnh cũng làm được hết. Rồi cái bộ đó là của anh hay là mình phải đi à, có đồ anh có đồ luôn. À anh là nguyên bộ đó của anh luôn. Lỡ bình thường em quay là diễn viên nó làm hư rồi sao? Cái đó hay chịu, cái đó là mình chịu hay là đoàn phim chịu? Không mình chịu. Ủa cái đó đâu ai muốn. Chứ em tưởng đoàn phim chịu đó, tại mấy cái phim hành động em thấy nó quay quýnh mà luôn. Mấy cái phim bình thường mình chạy thôi mà cũng rớt cái mic xuống nữa, còn mấy phim hành động. Nào bên đây mình có thu âm thanh nhưng mà cái này bình thường hơn, cùi hơn, phổ thông hơn. Còn cái âm thanh là nó có cái mic có cọng dây đeo xét này nè, anh em nói mới rõ. Mà em có đeo cái đó thử á. Thì người nào nói thì người đó nghe thôi. Có nghĩa là anh nói anh đứng xa gì nè, nó cũng không thu đưa được rồi. Nó nhỏ lắm, nhỏ xíu à. Em đeo vô thử á, nói rõ. Ở đây con R15M của ảnh thì đây là cái đồ jean nè ha. Đó, đồ jean của anh đó. Thì anh em mua xe mình chủ yếu làm cái clip này là mua xe mình, thì anh em cứ yên tâm, mọi cái vấn đề khúc mắc là bên mình lo hết cho anh em, thì anh em vui vẻ là được. À đừng có hối, đừng có cằn nhằn hay là gì khác. Có nhiều khách tại vì khi mà rút hồ sơ là cái bộ phận giao hồ sơ cho mình, có nghĩa là khi mà rút là mình sẽ đi rút cho anh em. Mà công an nó sẽ hẹn anh em mà, chứ không phải là Minh hẹn anh em đâu. Công an nó hẹn bao lâu thì có là Minh gọi liền. Có nhiều anh em hối quá, bây giờ mình đâu có dám hối công an anh em. Bây giờ mình rút, bây giờ anh em biết rồi, ở cái Việt Nam này là công an là cha là mẹ rồi, chứ đâu có dám nói gì nữa đâu. Đâu có dám đòi hay hối gì đâu, anh em cũng thông cảm. Chứ mà công an mà giao thì em giao liền. Đó như anh Thuận, công an mà giao là bữa đêm giao là em gọi trong đêm là sáng anh chạy qua liền đó. Cho anh em biết mình làm cái clip này để cho anh em biết là cái hồ sơ là mình có, mình đưa anh em liền, chứ mình không có giữ làm gì đâu. Anh em giữ làm gì, mình cũng phải mong cho có hồ sơ sớm để cho khách mình có xe sớm mình đi. Có nhiều anh em hồ sơ nó chậm là do mấy ông giao thông á, mấy ông giao trễ, mấy ông lên mấy ông cũng hạn mình thôi à. Nói chung anh em thông cảm, cũng vì miếng cơm manh áo anh em rồi. Thì xin này anh gắn một cái cặp ốc bên nắng đi cho đẹp, xíu nữa em gắn luôn cho anh. Hay là đi sang tên xong rồi về gắn nè. Ừ, sang tên đi rồi tính. Tại vì anh em nhiều chỗ dễ không sao.
Thì xi nhan này cũng không sao đâu, thì mấy cái này zin theo xe thôi. Xe này hôm bữa có đem lên chụp hình hết rồi, công an có chụp lại hết rồi, lưu hết rồi. Con này đời mới anh, con này đời mới, hôm bữa rút hồ sơ lại phải đem xe lên chụp hình á. Nó đời quá mới luôn, trên đó chưa có thông tin xe này luôn, là phải lên chụp hình lại. Rồi thì bây giờ xong rồi ha, chắc hai anh em mình làm tấm hình rồi xong ốp, tại lâu đó mà anh em chưa có tấm hình đó, thì đó là lý do mình quay cho anh em biết là xe bên mình bán dịch vụ là nó vậy đó anh em đó. Ví dụ sau này mà anh chạy con này chán mà anh giữ kỹ mà đẹp thì bên mình anh muốn đổi lên cc cao thì mình vẫn hỗ trợ cho ảnh đó. Thì anh nói là hồi đó giờ anh thích cái con này lâu rồi, anh thích cái con R15M này cũng lâu lắm rồi, lúc nó mới ra rồi. Dạ. Cái kính này nó có kính đời mới luôn nè, bữa nào kính đời mới em đặt cho. Đời mới nó vuông vuông, nó như con 500 vậy đó. Còn kính này kính nó vẫn lấy của con R15 cũ bỏ qua ha. Của R15 này. Ý là nó xài chung á, nhưng mà nó có ra một cái mẫu mới nha. Đẹp lắm. Con này có quýt ship rồi luôn nha anh em, quýt ship rồi ABS, rất là nhiều chế độ. Nồi chống trượt Clipper Plus thì đầy đủ rồi. Nhiều lắm em, nói chung nó đẹp lắm, nhìn nó sắc sảo hơn con R15 thường nhiều. Này đây, bên đây mình có R15 thường nè đó, để cho anh em coi R15 thường nó khác biệt, nói chung là cũng khác lắm. Mà con này giờ rẻ anh em, con này mình bán nè ngay chủ luôn, mình bán 37 triệu nè anh em đó, để rẻ cho anh em chơi. Tại vì mấy con xe này á là anh em qua đổi xe thì mình sẽ có xe rẻ, thì mình bán anh em đổi rồi mình bán giá bằng anh em đổi, mình thu 30 mấy triệu mình bán 30 mấy triệu cho anh em luôn, rồi mình đổi cho anh em con xe khác đó vậy đó, rồi nó dư ra rồi có xe cho anh em đó. Em quay hai con cho anh em so sánh giữa R15 V3 R15 V4 mà sau này ghiền thì nó đổi lên 4 máy rồi chơi. Rồi ok, đó là cái vấn đề mà mình giao lưu mua bán xe, mình quay clip cho anh em xem. Quay vậy là cũng đủ rồi, cũng hết clip cho anh em rồi. Thì chúc tất cả anh em một ngày làm việc thật là vui vẻ ha, nhiều sức khỏe ha. Anh em nào cần xe thì cứ liên hệ cho mình hoặc là nhắn tin Zalo cho mình. Đó. Vậy là xong. Anh ngồi thử cái. Anh cũng 1m7 ha. 1m6 mấy rồi. 68 1m7 ngồi nè, đó là vừa đủ luôn anh em. Vừa đủ luôn á, nhưng mà em nói trước con này là chạy nó mỏi hơn con. Em cũng tư vấn anh trước rồi nha, cái đó là anh chịu. Thì con MT15 thì nó sẽ chạy thoải mái hơn, còn con này sẽ bắt buộc phải mỏi luôn nha. Tại nó là thùng sport mà, trong đây là nó có set bấm giờ chạy trường luôn mà. Nó là thùng sport là xe để chạy chắc á, chạy trong trường đua luôn. Quá đẹp. Rồi xong, ok anh em bắt tay rồi giờ chụp hình cái. Đó lâu lắm rồi anh em mới lên clip chung với nhau. Rồi ok anh em.